Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đội quân của gia đình Lê Dương Bảo Lâm tới thì chắc chắn là cũng rần rần rồi chị ha. Đây là có một món nợ ân tình hôm nay và ngày mai cho nên là ai cũng giữ lời hứa của mình hết. Cảm ơn Lê Dương Bảo Lâm đã đưa hai con tới đây nè. Rồi cảm ơn Xuyến cũng vừa sinh em bé xong nhưng mà cũng hôm nay cũng đến đây. Cảm ơn Phạm Thoại này, một lát nữa livestream cũng đến đây. Rồi Hoa hậu Hương Giang một lát nữa cũng livestream, hình như là mấy chục tỷ gì đó cũng đang ở đây. Một người chị rất là đặc biệt từ Mỹ, chị Mimi Morris cũng về đây. Ngọc Thách, Luna Đào, Liêu Hà Trinh cùng với chồng của mình, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Kim Lý, Lisa Leon thì tới hết. Nói chung hôm nay là nhà mình là kéo đến đây đông đủ hết. Và đặc biệt hơn hết mọi người thấy là ai cũng trẻ trung và xinh đẹp hết. Quý vị thấy chúng tôi đang diện lên trên người của mình dress code ngày hôm nay là những bộ trang phục denim với một cái tông màu nó rất là nhẹ nhàng, thanh tao nhưng vẫn giữ được cái sự cá tính của riêng mình. Vậy thì có thể là cái sự biểu tượng là cái điều quan trọng nhất mà MOI luôn luôn mong muốn gìn giữ trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Vậy lần này không biết anh Lâm Hành Kim có thể giới thiệu đến với bọn em là cái biểu tượng của cái bộ sưu tập lần này sẽ như thế nào không ạ? Nhắc tới từ biểu tượng thì chắc chắn logo là một thứ thể hiện cái tính biểu tượng cao nhất của một thương hiệu. Và ngày hôm nay sau 5 năm hoạt động và bước vào năm thứ 6, lần đầu tiên mà MOI thay đổi logo của mình cho một bộ sưu tập mới thì có thể thể hiện được cái sự quan trọng của bộ sưu tập lần này. Và khi mà nhìn vào cái logo lần này có thể thấy được cái sự hiện đại và trẻ trung, gọi là cá tính hơn. Thì đó cũng chính là tinh thần của bộ sưu tập lần này, một sự đổi mới và thay đổi của MOI vào năm thứ 6 này. Rất là nhiều người đã luôn luôn mang lại cái biểu tượng của chính mình, truyền cảm hứng cho tất cả mọi người, không chỉ riêng ở Việt Nam mà có cả quốc tế nữa. Lần này thì chúng ta sẽ nói về cái bộ sưu tập mới nhất là The New Iconic. Và không biết là chị Hà có thể bật mí cho mọi người tí xíu trước khi mà chúng ta xem video clip ạ, cái ý tưởng lần này của mình như thế nào ạ? Thực ra biểu tượng thì tất cả chúng ta ai cũng là một biểu tượng, không ai giống nhau hết. Và tất cả chúng ta đều truyền cảm hứng cho những người xung quanh mình bằng tất cả những cái điều tuyệt vời nhất ở trong mỗi một con người. Nên là với cây son này cũng vậy, mỗi một màu son thì sẽ là một biểu tượng, một hình ảnh, một màu sắc khác nhau. Và cũng sẽ tượng trưng cho tính cách cũng như cá tính của các khách hàng. Vì vậy mà quý vị ngay tại ở đây đừng nghĩ rằng là các nghệ sĩ sẽ trở thành biểu tượng hay bất kỳ một ai đó mới có thể truyền cảm hứng. Mà ngay cả tất cả quý vị Hà lướt TikTok thôi, tất cả quý vị một người Hà không biết, nhưng mà những câu chuyện và những cách sống của các bạn đã truyền cảm hứng tới Hà và cảm thấy giúp Hà vui hơn. Thì đó, chính các bạn cũng là iconic. Vì vậy mà bộ sưu tập lần này là để tuyên dương tất cả chúng ta, đặc biệt là những người luôn yêu chính mình, yêu bản thân của mình và biết chăm sóc mình. Và khi các bạn biết yêu bản thân của mình thì chắc chắn các bạn sẽ trở thành những biểu tượng. Yeah! Tập rao lên đi quý vị, yêu hầu một lần nữa đi chị nha. Quý vị thân mến, là chị Hà đã chia sẻ rất là nhiều về ý tưởng cũng như là cái thông điệp vô cùng tuyệt vời dành cho cái bộ sưu tập lần này rồi. Và ngay bây giờ, chúng tôi rất là nóng lòng để giới thiệu đến với tất cả quý vị một diện mạo hoàn toàn mới trong bộ sưu tập lần này. Ngay bây giờ bằng một video clip. Dạ, xin mời anh Lâm Thành Kim chúng ta trở về vị trí phía dưới và chị Hà sẽ ở đây với em nhé. Dạ, xin mời tất cả mọi người cùng hướng mắt về sân khấu. Mạng xã hội vừa qua thì lần này anh ấy cũng đến đây rồi. Thì bây giờ cũng phải giải quyết vấn đề ân tình này đi hả? Dạ, xin mời Lê Dương Bảo Lâm lên sân khấu ạ. Ready and gentlemen, anh ấy bắt chuẩn bị về Jessica. Hết một thỏi son. Vâng, xin mời trả lời ạ. Dạ vâng. Ủa sao hôm nay mà điềm đạm dữ vậy? Đây là lần đầu tiên xin bắt Jessica cả nước tất cả bà con được chúc sức khỏe và chào trân trọng nhất ạ. Quá trời rồi. Tuyệt cả lời. Thực cả lời. Chắc bị chị Hà hỏi kìa. Hỏi cái đôi voi này. Okay. Em hỏi tôi gì? Vậy là vừa nãy hỏi xong nhìn là không hề quên. Là Google quên. Làn môi này mà đánh son thì khoảng bao lâu hết một thỏi son? Là một lần đánh một ký son. Trời. Thường là đánh gọi là hao son, hơi hao son là môi thường lừ mà. Thì bây giờ tìm một cái loại nào mà gọi là đánh một cái là nó dính liền. Đánh một cái dính đánh liền. Đánh một cái dính liền mà đỡ hao son. Vậy thì bây giờ cho Lâm lựa. Lựa. Bây giờ mở lên 6 cái màu son cho Lâm lựa. Tại vì màu son của chị Hồ Hà luôn luôn là unisex hết. Ví dụ nữ xài là chắc chắn rồi nhưng nam vẫn có thể xài được luôn. Được không? Được. Đang bị quánh giá không? Lựa. Không, không hề quánh giá. Ok. Rồi bây giờ là Lâm lựa cái nào? Bây giờ mình đọc cái tên đó đi. Slay nè. Slay của Phan. Mình đọc tiếng Mỹ. Tiếng Anh có tiếng Việt bên kia đọc không? Ủa sao không chỉ chị trời ơi. Đúng rồi. Không, bây giờ mình mới đi Mỹ về. Mình mới đi Mỹ về là mình phải nói tiếng Anh đồ hơn rồi. Ok. Slay. A heart. Hay quá. Ok. Ok. Đó cũng tốt quá học cái gì mà xà xe hát IC vậy. Cái này là phản ứng quá học hả? Học cái đọc tiếng Việt đi. Ok. Là gì? Cờ hờ y cờ. Là đọc tiếng Việt là gì?
chết. Chị Hà yêu chị Hà Ý. Chị Hà Ý chị Hà hôm qua đi. Chích đó. Chích đó. Ok, good, gone, young, strong. Cái này là gì? Cái này là good. Oh, good hả chị? À chứ phải gone hả chị? Lớp học tiếng Anh bắt đầu chị Hà. Dạ. Đi event sẽ áp lực gì? Thôi bây giờ mình lựa màu đi. Màu nào sẽ hợp với đôi môi của Lưu Dương Lâm nhé? Đúng rồi. Màu nào? Nhìn đôi môi thắm xinh lắm đang xài son chi đó lắm. Xài son slay đi. Slay ok em chị? Ok, bây giờ nếu như so với những gì mà từ nãy giờ chị quảng cáo và cái mẫu son em nhìn thì theo em là thỏi son này khoảng bao nhiêu? Ngày xưa em đã làm cho chị từ lúc mà em chưa nổi tiếng. Em đã like cho chị ngày đêm, chị còn nhớ chứ? Nhớ chứ. Đúng, em có qua nhà chị và chị trả lương cho em là 2,5 triệu. Có. Là 8 năm trước, có. Thì đến bây giờ thì... Bây giờ là bao nhiêu? Thời trước thì em bán một cây là khoảng 300+. Đúng rồi, lúc đó là kinh tế cũng khó khăn. Nhưng mà em thấy ta mua được. Thì 10 năm đã trôi qua rồi. Chắc phải lên chứ hả? Lên chứ. Đúng. Theo kiểu người ta mới bước sang năm thứ 6. Thì bởi từ nãy giờ ngồi đây không nghe một cái gì hết. Mà trong khi 8 năm trước em la cho chị, trong khi người ta mới có 6 năm thành lập. Lột chị lột. Không sao, làm lời. Làm lời. 6 năm thôi. 6 năm thì bây giờ mình lên khoảng... có thưởng gì hay không? Có thưởng chứ. Thưởng gì? Đoán chúng có thưởng. Trộm chúng có thưởng. Me mé có thưởng hay không? Mẹ mẹ có thưởng gần nhất là có thưởng. Bây giờ 1 triệu thì nó quá mắc chị ha. Triệu thì gần cũng ok đó. Nhưng mà bán mình như hả? Chị Hà teaser. Chất lượng thì quốc tế nhưng đúng, giá thì rất Việt Nam. Đúng với em, cái... em đang đoán là một thỏi son hay là một hộp son 6 màu? Một thỏi son chị. Đúng với cái thương hiệu của chị gọi là bán gọi là live stream rồi nọ. Bán 1 triệu cũng ra đơn đó. Đúng. Nhưng mà cũng ít, thân ít. Xuống 900 đi. 900 mà 900 cũng không được đâu. Không được. 900 thì cũng mua nhiều đó nhưng mà cũng không có là hồi hộp. Hồi hộp. Ok. 550 đi. Hợp lý. Chốt giá chưa? Khoảng 550, 600, 550. Không, xuống 550 phi ship toàn quốc. Tôi quyền xuống được đi, tôi quyền, tôi quyền. 520 phi ship toàn quốc. Rẻ lắm, nữa đi. 409 phi ship toàn quốc, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội phi ship. Còn nữa đi. Thôi mệt quá, tẩy báo đi, không có điên mà nói hoài. Nhưng mà thấy không, chất lượng đã đời không? Đúng. Đó, rất là xịn sò nhưng mà giá là rất là mềm mại luôn. Nhiều. Chưa biết, bây giờ mình đoán thôi, tí xíu nữa, bật mấy sao. Thì bây giờ em đoán là 490 nhá. 490. Ok. Rồi, bây giờ xuống dưới đoán. Theo phạm thoại thì là thỏi son này bao nhiêu? Chuyên gia giúp chị Hà bán son ở trên TikTok. Dạ. Em thì... với một cái thời son và với một cái thiết kế khá là đẹp như này thì em cũng đoán cũng phải áng như anh Lâm á, khoảng tầm 550 một thỏi. 550 ha. Dạ. Rồi, ok, tiếp tới Xuyến luôn đi chị. Xuyến ơi, Xuyến nếu bằng bán hàng bao nhiêu nè? Em nghĩ thỏi này tầm cỡ dao động khoảng 450 tới 500. Đúng. Giá là dễ bán rồi chị, mắc quá đồ nó ấy lắm. Free ship luôn đúng không ạ? Đúng, free ship. 500, 450, đây là nhiêu? 499. Thường là 99. Rồi. Bây giờ cho hỏi Hoa Hậu Hương Giang đi. Giang cũng đã kết hợp với chị Hồ Hà trong một cái lần ra mắt rồi. Thế thì bây giờ với một thỏi son thôi, diện mạo hoàn toàn mới luôn thì Giang dự đoán là bao nhiêu? Đi hỏi CEO bao nhiêu? Cho Giang được rồi, chào đến tất cả mọi người ạ. À. Em nghĩ là cái thỏi này nó đã là denim thì nó sẽ gắn với trẻ. Trẻ trung như vậy thì chắc là sẽ là cái giá hợp lý. Mà chị Hà là hay 99. Tại vì 99 là nó tiệm cận nhưng mà nó lại làm cho người ta cảm giác là nó rẻ. Thì em đoán là dưới 10 triệu. Ủa? Mà cụ thể là 399 ngàn. 399 đúng không? 399 ngàn. Bên này là 499, Giang là 399. Em mời tiếp theo luôn chị Mimi giúp em cái đi. Chị Mimi cho em một cái con số dự đoán đi. Dạ. Chị Mimi là 3,000 đô la. Bao nhiêu chị cũng trả. Yes. À. Oh. Thế thì bây giờ chị đoán chị, đi ạ. Không có gì chị phải tính. Thế theo chị bao nhiêu chốt đơn? Đây chị, ba. Đây. Chị nhìn chị thì phải xịn, đẹp, rẻ chị mới mua. Vâng. Xịn mà đẹp rẻ nữa. Thấy đến với em không ai cosmetic. Đúng rồi. 399. 399. Dạ, giống như Thương Giang luôn. Ngồi cạnh CEO. Ngồi cạnh CEO. Nghi lắm, không biết có trả bài không nè. Tammy, em dự đoán là bao nhiêu tiền?
Dạ hôm qua em cũng có hỏi anh CEO là hôm nay chính thức là ra mắt sản phẩm gì, nhưng mà em quên mất cái khúc hỏi giá. Dạ nhưng mà đại thôi. Dạ em đại đi, em thấy có 399 rồi thì chắc là em nghĩ là thêm đó một giá mới 359 dạ. Cũng hợp lý nha chị nha, 359 hợp lý luôn. Lý Hoa Trinh, số điện thoại em 369, em đoán 369 luôn. 369 luôn, số tiếng luôn, được luôn, 369. Có quý vị khán giả nào muốn đoán giá không ạ? À? Mọi người nghĩ là với một thỏi son là bao nhiêu tiền ạ? À? Mọi người nói lớn lên giúp mình rồi được không ạ? À? Cho một bạn áo đỏ đằng kia đi. Rồi. Dạ. Rồi, em đoán là một thỏi là bao nhiêu? Em đoán là 399. 399 luôn chị ạ. À? Còn dạ. Ở bên này ạ, à, một bánh bèo hiện ra. Dạ, em chào chị ạ. Dạ, chị bớt quay này, bây giờ theo chị thỏi son này bao nhiêu? Nói đúng là được tặng son luôn á. 399. 399. Dạ, em cảm ơn chị nha. Em nghi là chị được tặng son rồi đó. Sao em thấy lúc mà Hương Giang nói 399 xong mọi người thấy hợp lý chị ơi. Xong cái cũng theo theo nha, thuận nha. Thì coi như là nếu mà cái giá này mà nó chính xác một cái là hy vọng rằng tất cả mọi người ai cũng nên sở hữu một thỏi son này để bùng nổ đêm nay nha. Nếu mà khách hàng đã bình chọn là 399 nghĩa là tầm đó là bán quá được đúng rồi. Đúng rồi. Ok, chúng ta cùng đếm nhá, xem thử mình có được nhận quà không nào. Vâng ạ, và một thỏi son phiên bản mới đình niêm diện mạo hoàn toàn mới này sẽ có giá là 321, xin mời. 399. Mà hay buồn quá à. Kiểu gì một lát nữa cũng cầm mấy hộp son về mà hay diễn cái nét buồn. Không sao, bây giờ hiện ra cái 399 mình suýt nữa mình trúng rồi. Lâm Lâm thấy sao? Sao mấy năm mà lại lên giá chán vậy? Ủa? Mình phải bán mắt thương mình mới giàu nữa chứ chị lên gì mà ít vậy? Đó chị, bây giờ Lâm Nguyên kìa. Chị không lên luôn đó em ạ. Trời ơi, nó bị gọi là dập chân tại chỗ quá. Nhưng mà sản phẩm thì giá như thế thôi, nhưng mà số lượng thì bán lượng nhiều em ạ. À, hợp lý chưa? Dạ. Trời, biết đâu mai mốt là mấy chục ngàn đơn là bên đây nè. Phạm Thoại với Kim Xuyến nè. Mở hàng luôn. Mở hàng luôn. Bây giờ chốt luôn, bây giờ mở luôn gì hả? Trời. Rồi, rồi. Kính thưa tất cả quý vị, ngay giây phút long trọng này đây, chúng tôi muốn mở bát luôn. Tí xíu nữa mình unveil cái này ra, mình mở cái hộp đó ra thì mình mới được mở bán. Nhưng chị Hà cho phép bán trước được không? Cho chốt đơn trước được không? Rốt rẻ đi. À, rốt rẻ nha. Bây giờ ai làm trước, Thoại hay là Xuyến làm trước? Rồi rồi rồi. Thảo luận với nhau đi hai đứa. Nghe em mua ai, em vừa lên cho chị đúng 1 phút với tất cả sản phẩm là chị show out hết. Wow. Em không còn. Nên là em nghĩ là bây giờ mà có 500 cây thì chắc không biết bao nhiêu giây ra. Theo chị Xuyến, bây giờ em mà lấy vào 1.000 cây là tặng khách thì sao chị? Theo chị nữa là... Chơi. Thật ra là 1.000 cây nó cũng không đáng bao nhiêu tiền hết. Đúng không? Bây giờ nếu như mà được em chốt 1.000 cây cho chị Hà này. Wow. 1.000 cây đó. Cuộc chiến đã bắt đầu, Phạm Thoại 1.000 cây son. Rồi, Kim Xuyến sao? Chị em có đôi có cánh. Phạm Thoại 1.000, em cũng 1.000. Hương Giang ơi. Hương Giang ơi. Có chốt lúc này em ơi. Ở bây giờ 2.000 là thỏi son rồi. Dạ. Không, cái người ngồi cạnh, người ngồi cạnh ấy. Dạ vâng, xin được kính thưa đến với tất cả chị Mimi. Chị không có gì với một cái tên gọi mọi người đặt cho chị, đó là tỷ phú nha mọi người nha. Vậy thì xin mời chị Mimi Morris, chị giúp em là... Rất rẻ liền đi chị. Rất rẻ. Nếu như được sở hữu, chị muốn ủng hộ MOI với sản phẩm này bao nhiêu thỏi son ạ? Chắc 2.000 quá, chị về chị ngủ son. 2.000 hả chị? 2.000 thỏi son. Chị xếp lên thành một cái giường, chị ngủ lên trên đó chị cũng thấy vui rồi. Hương Giang. Dạ, Hương Giang nhiêu cây em? Alo chị ơi, em phải làm sao em dám qua mặt chị. Em làm sao dám qua mặt chị? Đó. Thôi, 1.999 cây. Cảm ơn Hương Giang. Dạ. Đúng không? Em phải thua chị chứ. Em sao hơn chị được? Quá tuyệt vời luôn. Chị ơi, bây giờ là 5.999 thỏi son đã được bán rồi. Mà trong khi son này ra thì là sản phẩm có giới hạn. Phiên bản giới hạn. Phiên bản giới hạn. Dạ. Lâm ơi, Lâm thì sao? Ngày mai mình nói chuyện. Ngày mai này, đó. Ngày mai mình gặp khán giả của mình thì mình phải có quà cho khán giả của mình chứ. Lâm thì nãy giờ không chốt tại vì xui da mà. Thì nói chung là MOI bây giờ có hai đứa nhỏ rồi. Ủa? Cho nên...
phần đời còn lại thì Sistika sẽ cống hiến cho em hồ ai. Tại vì mình làm mà cũng để cho của cải cho con mình làm, con cái nó nhận thôi. Hay quá. Tuyệt vời. Ngày mai là Long Thành 4.000 khách nha, chị xui nha. Dạ. Tuyệt vời Lâm ơi. Tuyệt vời. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn được nhiều Lâm. Dạ, quý vị thân mến, thật ra thì đây là một cuộc khóa lễ, chúng tôi cũng phải đợi tất cả những vị khách hàng xếp hàng từ rất là lâu, từ ngày hôm nay chị Hà. Họ đến đây và họ xếp hàng từ buổi chiều cho tới bây giờ luôn. All right.